Thưa thầy, ai cũng nói đi tu là khổ là cô đơn, mà con thấy quý thầy cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật, nhưng con vẫn thấy quý thầy luôn cười hiền hòa để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này, sư cười rồi hát cho con nghe đoạn này: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? Sư cô hát hay mà vui lắm thầy ạ. À, đi tu là khổ hay vui thầy ạ? À, thì nhìn thì biết rồi. Cái này nó liên quan tới bài kinh nha. Có một hôm á, có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao tụi con ở ngoài á, ngày ăn ba cử, tối nhiều khi còn ăn thêm, cuối tuần là diện đi chơi, ở nhà coi phim coi nhạc đủ thứ trò giải trí, mà sao tụi con mặc đứa nào cũng nhăn? Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có ăn cử mà ngó lại thì cũng cứ đầu hũ với rau. Đời sống rất đơn giản mà tại sao các thầy ít nhăn, mà cuộc nhìn các thầy nó có cái vẻ gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau. Mình nó luôn luôn á, cái gì mình cũng muốn mà mình không lượng sức. Quá khứ thì mình cũng muốn ôm, mà tương lai mình cũng muốn hốt, mà hiện tại mình không có nhớ gì hết. Có không? Trời ơi, nó nói một câu nặng 5 năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nha. Tôi nhớ rõ ràng một buổi chiều mưa. Nó mặc cái áo tím, tôi đứng góc này. Tôi đi ngang, nó thấy tôi một cái, tôi vẫn nhớ ánh mắt nó tới bây giờ. Ôi trời ơi, vậy mà cái người ta thương mình, ta quý mình chẳng nhớ gì hết trơn. Khổ không? Cho nên Pháp Hòa mới xin phép là mạn phép đổi lời cái bài hát này đó. Cái bài đó là Pháp Hòa đổi lời đó: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ân tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biết đời luôn đổi thay. Đâu có giận ai hoàng chi, tại vì biết đời luôn đổi thay. Thôi bây giờ quý vị nghe câu này nè, hát theo nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hát lại nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, gương mặt nó được tươi. Dễ không? Bà hát lại lần cho tươi lên coi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Dễ không? À, dễ thì hát tiếp. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Làm lại coi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười,
nhớ nhớ cười nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Dễ không? Dễ, hát tiếp. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Dễ không? Nín. Sợ, sợ hát tiếp rồi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi, thưa ngài, thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời: quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trong, hiện tại chẳng đem lòng dính mắc. Cái gì đã quá khứ nó qua phải không? Tương lai thì mình không biết sao trong. Hiện tại có nắm bắt được cái gì không? Có không? Không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc đó thành ra quá khứ, cho nên không nắm được gì hết. Hiện tại cũng không nắm được gì. Thí dụ hiện tại mình là một tài tử thì đừng có dính mắc mình sẽ là tài tử, phải không? Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói, có nhiều khi tận tài bất tận tử, nhiều khi tận tử bất tận tài. Có nhiều khi tài còn mà tử tới. Tận tài, tài bất tận, tử tận. Nhiều khi tiền của mình còn, nhưng mà cái chết mình đã tới rồi. Cho nên tài tử, nghe tài tử mình thấy có gì đó nó rất là, cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói có những trường hợp tận tài bất tận tử. Mình tiền của mình hết rồi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà có nhiều khi tài bất tận mà tử tận. Các thầy không phải không lo, không phải không giận, nhưng mà không có để lâu. Cũng phải lo chứ, không lo ai lo. Nhưng mà biết lo, lo cái gì cần lo. Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có 2 buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo 2 buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo, tại vì lo chuyện này. Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ là lo sao đủ sức để nói chuyện như lời mình đã hứa. Con người chúng ta có 2 chuyện để lo thôi. Một là khỏe, hai là bệnh. Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo. Nếu mình bệnh có 2 chuyện để lo. Một là hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mà nếu mình chết có 2 chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mình lên thiên đường đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mình xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Chừng đó mình sẽ bận rộn bắt tay mọi người và không còn giờ để lo.